Hello anh em nhé, hello mọi người, xin chào 500 anh em và mọi người đã quay trở lại với channel của Long TX 789 anh em nhé. Ok anh em mình ơi, thì hôm nay lại chiến kèo anh em nhé. Thì hôm nay có kèo mình gọi là tự tin chiến đấu, gọi là cho anh em tham khảo tí cầu kèo, thì vẫn tiếp tục gọi là con thiên đường đồ chơi thôi anh em nhé. Một trong những cái tựa game mà để mà gọi là anh em tham khảo thì nó lại quá là ngon luôn anh em ạ. Tại vì sao? Tại vì con này thì cầu kèo nó chạy gọi là tương đối là đều. Cùng với đấy thì cái độ uy tín của nó thì mình khẳng định với anh em, anh em vừa tạo mã và anh em đi ra đi vào là lại xong rồi. Tóm lại là rất là ngon và rất là ok ở trên con thiên đường đồ chơi này luôn anh em ạ. Cho nên là để mình chơi, để mình chiến đấu thì mình cũng rất là yên tâm để mình chơi này, tại vì độ uy tín nó cao. Còn cầu kèo thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái chiến thuật gọi là bắt những cái đường cầu để cho anh em chơi, làm sao nó có một cái hiệu quả nó cao và nó uy tín nhất anh em nhá. Thôi toang rồi. Tiếng đầu tiên, ngay từ tiếng đầu tiên đã gọi là ia cờ toang rồi anh em ạ. Nhưng mà không sao đúng không anh em nghe câu gọi là thua kèo này ta bày kèo khác chưa? Đang gọi là đang đánh mà chưa gì mà đã nản chí thì không nên như thế anh em ạ. Anh em nhìn mình này, mình gọi là mới đầu thì mình sẽ test thử hai quả cầu anh em ạ. Test thử hai quả cầu, một là bên xanh, một là bên đỏ. Thì anh em cùng chờ đợi xem là mình ăn bên đỏ này không anh em nhé. Ok chưa anh em? Đấy anh em ạ, cho nên là khi chơi thì đôi lúc chúng ta sẽ ai cũng thế thôi anh em ạ. Cầu kèo mỗi lúc nó ra một cái xu hướng, nó mình xét một kiểu khác nhau, cho nên là không thể nào cái thuật toán anh em bắt cầu không thể nào chuẩn xác là 100% anh em nhá. Nó vẫn có gì đấy gọi là đến tầm 5 đến tầm 10 đến tầm 5% là nó sẽ xảy ra sơ suất, chứ không là biết trước được đã, chỉ có anh em biết trước được đa bản thì mới gọi là chuẩn 100% thôi. Chứ mình khẳng định với anh em cầu kèo này thì không bao giờ nó theo cái gì gọi là 100% nó sẽ ra như thế cho anh em ạ. Cho nên là đánh anh em hết sức lưu ý, chứ đừng gọi là vội vàng anh em nhé. Tầm này vào đến 1m3 rồi, bình tĩnh nào. Ok chưa anh em ơi? Nó phải như thế anh em ạ. Bắt đầu lại vào form rồi anh em ơi, bắt đầu lại vào form rồi. Thì thật sự cái con thiên đường đồ chơi này thì cũng là một cái con mà cầu kèo rất là đẹp anh em ạ. Nó chạy theo cái xu hướng cầu kèo rất là đẹp và đều cầu. Cho nên là để mà mình chơi hay là mình chiến đấu ở trên cái tựa game này thì mình cứ tự tin mình theo cầu cũng như là theo kèo thôi. Tầm này thì 1537 này sẽ là có bú không? Cứ ăn được bên này lại mất bên kia anh em ạ. Cứ ăn được bên nọ lại dọ bên kia. Rách việc luôn đúng không anh em? Không sao. Tầm này thì cái lợi nhuận vẫn đang có, cho nên là đánh nó cứ phải từ từ thôi. Còn cái chiến thuật của mình chơi thì cũng đơn giản thôi anh em ạ. Đấy là mình sẽ tính cái vị xí ngầu. Đấy, xí ngầu 1 cộng xí ngầu 2 ra kết quả là anh em mình triển thôi này. 1 cộng 3 bằng 4, 4 gọi là chẵn chẵn thì anh em phang xỉu cho mình, lẻ anh em bánh tài anh em nhá. Chỉ lấy hai vị thôi, đấy là vị xí ngầu 1 và 2. Thế anh em khi mà anh em vào được thế cái tỷ lệ mà anh em lụm nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Còn tầm này mình đánh cái 3m rưỡi thì các con vợ cùng chờ đợi xem nào phát này mình bú không anh em ạ. Cứ phải gọi là tự tin chiến thắng thôi anh em ơi. Xem nào có gọi là được IA cờ bú không nhá. 5-2-1 rồi. Ok cho anh em. 5-4-1. Cứ thế thôi. Đấy, câu nói của mình thật sự mà để mà chia sẻ cho anh em mà mình rất là thích cái câu nói của mình. Đây là cứ thế thôi anh em ạ. Cứ ăn nhưng mà không nhả. Đấy. Nó lại gọi là chuẩn luôn đúng không anh em. Thì ván này vào 1 mét anh em nhá. Thì anh em cùng chờ đợi xem nào ván này 1 mét của mình xem là mình có được bú không. Ui dồi ôi, lại lên một nấc anh em ạ, hơi là tiếc. Hơi tiếc tí anh em ạ, lại vã con xanh này. Con xanh này thì cứ theo chuẩn cầu thôi. Mình thì mình sẽ cứ vã theo quả cầu gọi là 1-2-1-2 thôi anh em nhá. Cứ vã theo quả cầu 1-2-1-2, mình cứ đi đều ba cục. Cứ thế thôi, căn bản là cái số vốn của mình cũng căng, cho nên là để mình có thể gọi là tự tin đánh những cái tiếng kết hay vào những cái tiếng căng như này mà mình cũng không lo cháy vốn hay là không lo cái điều gì anh em ạ. Cho nên là chơi thì cứ tự tin chiến thắng thôi anh em nhá. Ba củ ba phát này xem nó có bú không. Thì anh em cũng chờ đợi cùng mình em ạ. Cứ thế thôi, xem nó có lụng không nhá. Xin con, ui dồi ôi, xin con 6 nó cho luôn con 6 rồi. Xin con 6 nó cho luôn con 6 này anh em ơi. Đúng là đời chỉ là thế thôi anh em ơi. Đúng là đời chỉ là thế thôi anh em ạ. Đèn thế nhưng mà không sao. Cứ phải từ từ anh em ơi. Cứ phải từ từ anh em nhé. 30 chưa phải là Tết thì mùng 1 huống chi gọi là cứ phải phờ lo làm gì đúng không anh em. Cứ tự tin là sẽ cái tỷ lệ đuôn kèo sẽ cao thôi. Tầm này thì thật sự với anh em, để mà khi có cái lợi nhuận rồi anh em nhá,
để mà khi anh em thấy rồi là có cái lợi nhuận cũng tương đối là ổn rồi đúng không anh em, thì cái việc anh em cần làm đấy là theo cầu gọi là nhẹ nhàng tình cảm chứ đừng nên gọi là phang căng anh em ạ. Thì phát này mình sẽ vào cái 650, mình đánh một hai tay nữa thì mình cũng chuẩn bị gọi là mình nghỉ thôi, thì anh em cùng chờ đợi cùng mình nghe nhá. Cứ thế thôi, một ngày gọi là lên chia sẻ cho anh em chiến đấu con game uy tín thì đánh thì vào kèo cầu kèo chuẩn xác thì cứ lúc đủ là nghỉ thôi anh em nhá. Tầm này 6:50 anh em cùng chờ đợi xem là mình bú không thì mình đôn kèo mình nghỉ đây anh em ạ. Xem là có được bú không, 650k. Xem là có IA cờ bú không anh em nhá. Thì anh em cùng chờ đợi cùng mình. Mình chơi thì lúc nào cũng gọi là biết điểm dừng mà nghỉ thôi. Ok cho anh em. Tôi cứ phải gọi là mượt 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 luôn anh em ạ. Cứ phải gọi là mướt mượt mượt luôn, 768 luôn anh em ơi, 768 867 luôn, rực rỡ luôn chứ còn gì nữa. Tầm này thì cứ theo cầu thôi, nốt tiếng này thì mình cũng nghỉ rồi anh em nha, nốt tiếng này thì mình cũng nghỉ thôi, thì anh em cùng chờ đợi mình bú không, mình vào cầu nốt tiếng này là mình cũng đôn kèo mình nghỉ anh em nha. Ok anh em ạ, gọi là triển cầu gọi là cơm gạo thì cứ thế thôi, là vừa đủ vừa đẹp vừa xinh rồi. Thì ván này 500 thì anh em cùng chờ đợi xem nào cái kết quả gọi là chung cuộc nó sẽ như thế nào anh em ạ. Còn tầm này thì mình thấy tương đối là ổn rồi, cho nên là cũng đến lúc mình cũng nốt quả kèo thì mình cũng nghỉ rồi anh em ạ. 500 này xem nào có gọi là được lụm không thì gọi là đôn kèo nghỉ thôi anh em nhá, gọi là cứ thế thôi anh em ơi, cứ thế thôi anh em ơi. Là rực rỡ không thì em cùng chờ đợi cùng mình nhá. Toàn của anh em ạ. Thì thôi anh em ơi, chắc là mình cũng phải xin phép anh em là mình kết thúc video ngày hôm nay ở đây thôi anh em nhé. Thì bye bye anh em. Chúc anh em một ngày mới tốt lành anh em ạ. Anh em thấy video này hay thì em đừng tiếc mình một like, một share cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình anh em nhé. Còn giờ thì cảm ơn tất cả anh em và mọi người. Bye bye. Chúc anh em một ngày mới gọi là rực rỡ anh em nhé.